khu phố cổ, một mê cung với những con hẻm chật hẹp và những ngôi nhà cổ kính, như nín thở dưới ánh trăng tròn vang vạc. Bóng tối kéo dài, méo mó, biển những hình thù quen thuộc thành những hình ảnh kỳ quái. Giữa mê cung ấy, một con hẻm nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người đi lướt qua nhau, toát ra một luồng khí lạnh lẽo đến rộn người, trái ngược hẳn với cái ối bức của đêm Hà Nội. Người dân, nét mặt đầy lo lắng, đều tránh xa con hẻm, chỉ dám nói về nó bằng cái tên, con hẻm thì thầm. Nguồn gốc của những tiếng thì thầm, họ không dám nói to. Nhưng cứ mỗi khi trăng tròn, con hẻm lại như sống dậy với một sự hiện diện rùng rợn. Một nỗi kinh hoàng âm thầm len lỏi từ chính những viên đá của thành phố cổ xưa. Nó bắt đầu bằng một tiếng thở dài ai oán theo gió thoảng. Tiếp theo là tiếng lừa sột soạt, như một bóng ma lướt qua. Rồi, không khí trở nên nặng nề, đặc quánh một nỗi buồn vô hình bám lấy cổ họng, khiến người ta khó thở. Ngay cả những người can đảm nhất, những người đã chai sản bởi những năm tháng chiến tranh và khổ cực, cũng tránh xa con hẻm vào những đêm như thế này. Bởi vì sâu thẳm trong xương tủy, họ biết rằng những tiếng thì thầm ấy đang kể một câu chuyện. Một câu chuyện về sự phản bội, nỗi đau buồn và một linh hồn không siêu thoát đang tìm kiếm sự khuây khỏa. Và trong đêm nay, dưới ánh trăng ma quái, câu chuyện đó sắp được kể lại một lần nữa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà ấy, tôi mới 10 tuổi. Mặt trăng treo cao trên bầu trời, nhuộm cả con hẻm trong một thứ ánh sáng mờ ảo. Bị một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, tôi rón rén nhìn ra từ khung cửa sổ. Một người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo dài đen thượt tha, khuôn mặt khuất sau bóng tối, lướt đi trong im lặng. Những bước đi của bà chậm rãi, dứt khoát và chất chứa một nỗi buồn khôn tả, dường như toát ra từ chính con người bà. Tôi nhìn theo, vừa mê man vừa sợ hãi, khi người phụ nữ dừng lại ngay dưới cửa sổ nhà tôi, đầu hơi nghiêng như thể đang lắng nghe một giọng nói mà chỉ mình bà có thể nghe thấy. Một cơn gió lạnh thổi qua con hẻm, cuốn chiếc áo dài của người phụ nữ bay phần phất như những làn khói. Rồi, cũng nhanh như lúc xuất hiện, bà biến mất, để lại chỉ một luồng khí lạnh và tiếng vọng của nỗi buồn. Đêm đó, tôi nằm thao thức, tim đập thình thịch trong lồng ngực, hình ảnh người phụ nữ áo đen in sâu vào tâm trí. Những tiếng thì thầm của con hẻm, từng là những tiếng rì rầm xa xôi, giờ đây dường như đang xoáy quanh tôi, thì thầm những bí mật mà tôi không thể nào hiểu được. Người phụ nữ này là ai? Và bà ấy đang tìm kiếm điều gì trong đêm khuya khoắt như vậy? Nhiều năm trôi qua, nhưng ký ức về đêm hôm đó và người phụ nữ áo đen vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Giờ đây, khi bản thân sắp trở thành một người phụ nữ, tôi cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt để khám phá sự thật đằng sau con hẻm thì thầm và bóng hình ma quái ám ảnh nó. Điều từng là sự tò mò trẻ con giờ đây đã nảy nở thành một khao khát cháy bỏng để hiểu được nỗi buồn đang bao trùm lấy con hẻm như một tấm vải liềm. Những người già trong xóm, khuôn mặt in hẳn dấu vết thời gian và những nhọc nhằn, kể về người phụ nữ ấy với giọng trầm ngâm. Họ gọi bà là oan hồn áo đen, một người phụ nữ bị oan khuất khi còn sống, linh hồn không siêu thoát mãi mãi bị trói buộc vào con hẻm nơi bi kịch của bà xảy ra. Có người nói bà ấy đang tìm kiếm người yêu đã mất, một người lính không bao giờ trở về từ cuộc chiến. Những người khác thì thầm về một gia đình bị phản bội, tài sản và hạnh phúc của họ bị cướp đi chỉ trong một hành động tàn nhẫn. Tôi chăm chú lắng nghe, lòng nặng chịu một cảm giác vừa sợ hãi vừa thương cảm. Mỗi câu chuyện, dù khác nhau về chi tiết, đều nói về một nỗi buồn sâu thẳm, dai dẳng, một nỗi đau vượt lên cả cái chết. Tôi nhận ra, người phụ nữ áo đen không phải là một hồn ma độc ác. Bà ấy là một nạn nhân, bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của đau buồn và khao khát. Được thôi thúc bởi mong muốn được hiểu rõ sự việc, tôi bắt đầu đi sâu tìm hiểu về lịch sử của con hẻm. Tôi dành hàng giờ trong thư viện địa phương, nghiên cứu những bản thảo đã phải màu và những mẫu báo cũ kỹ, tìm kiếm bất kỳ thông tin nào về một bi kịch có thể giải thích cho sự hiện diện của oan hồn áo đen. Tôi nói chuyện với những người già nhất trong xóm, ký ức của họ có thể đã phải mờ, nhưng những câu chuyện của họ đều nhất quán một cách đáng sợ. Mỗi câu chuyện, mỗi lời thì thầm đều chỉ ra một sự thật duy nhất. Người phụ nữ áo đen là có thật, và câu chuyện của bà là một câu chuyện về nỗi buồn và sự bất công sâu sắc. Quyết tâm của tôi ngày càng lớn dần
tôi thế sẽ khám phá ra sự thật đằng sau nỗi đau của oan hồn áo đen. Bởi vì chỉ khi đó tôi tin rằng người phụ nữ áo đen mới có thể tìm thấy sự bình yên và con hẻm thì thầm cuối cùng cũng chìm vào im lặng. Họ gọi bà là oan hồn áo đen, một người phụ nữ bị oan khuất khi còn sống, linh hồn không siêu thoát mãi mãi bị trói buộc vào con hẻm nơi bi kịch của bà xảy ra. Có người nói bà ấy đang tìm kiếm người yêu đã mất, một người lính không bao giờ trở về từ cuộc chiến. Những người khác thì thầm về một gia đình bị phản bội, tài sản và hạnh phúc của họ bị cướp đi chỉ trong một hành động tàn nhẫn.